Các bạn tham khảo cách căn pha phối đấu của anh Luân nhé. Anh có thể cho mình biết là cách căn như thế nào thì hợp lý để đánh pha phối đấu này cho nó hiệu quả nhất anh Luân ơi. Thì mỗi hồ anh em căn một kiểu khác nhau. Ví dụ phối đấu cá chép anh em căn khác, mà phối đấu đánh cá rô phi này căn khác. Cá rô phi thì căn khoảng mấy nấc thì hợp lý? Ví dụ như nó ăn nhẹ hơn cá chép, nó hút nhẹ hơn thì mình căn thấp thôi. Ví dụ như 2 nấc hoặc 3 nấc. Còn cá chép thì? Cá chép nó ăn mạnh hơn thì thường mình căn cao lên một xíu. Mình căn lên 4 hoặc 5 nấc. Rồi mình đánh cá chép thì mình để cái phao đánh nó cao lên một xíu. Còn rô phi thì mình để 1 nấc 2 nấc. Nói chung là tùy theo hồ mà anh em căn phao lụt hay phao nhạy nó khác nhau nhé. Với tùy điều kiện sóng gió thời tiết nữa các bạn nhé. Căn cho nó hợp lý để câu cho nó hiệu quả. Như cái hồ này thì cá thứ nhất là cá vượt với cá phi nó ăn nhẹ này. Mình phải căn thấp xuống đánh nhịp nhạy. Và cái thứ nhất, thứ hai nữa là cái hồ này nó hay báo ảo. Nháy nó hay báo ảo, nó hay đè. Nên là mình khi mình đánh thì mình chú ý là cái phao mình để được từ 3 đến 4 nấc trên mặt nước. Nó nổi lên 3 đến 4 nấc. Ok. Anh Luân có thể quăng cái phao gần lại cho mọi người xem. Đây là cái phao đã căn xong và quay gần cho các bạn xem nhé. Đó, nó còn lại 4 nấc, đánh cá rô và cá chép là ok. Là đạt rồi ha. Điều kiện sóng gió. Lưu ý với mọi người là khi căn phao hố đấu thì chúng ta không có để thẻo nha, để không có cái trục không thôi ha, trục vào căn phao thôi. Không có bỏ thẻo. 4 nấc nha các bạn. Đó. Cái gì vậy? Này con hình ra con. Con này dưới đây này. Cái gì vậy? Em gỡ đi. Mày thì ác nghiệp thì cái hình như chính hai con vậy. Một không đâu, thế nặng lắm sao lên cái nhà hiều. Con cái gì vậy? Cá này nó không ám chịu thơ. Cái gì vậy? Cá này nó không ám chịu thơ.